Dạ vâng, chào mừng quý vị và các bác quay trở lại với Cốc Cốc Audio chúng em. Vâng, đây là cặp loa siêu chép JBL ST200 các bạn nhé. Cặp loa JBL ST200 thì hiện tại là em đang chuẩn bị test cho anh Nhí Thành. Anh Thành thì ở Bạc Liêu các bác nhé. Đấy, anh Thành thì ở Bạc Liêu và cặp loa siêu chép này là anh ấy mua hàng lần thứ 3 bên em rồi. Lần thứ nhất là cặp loa B1B2000C. Lần thứ hai là chiếc vang T9 Pro. Và đây là lần thứ 3. Lần thứ 3 thì bác ấy lấy bên em, ủng hộ bên em cặp loa siêu chép JBL ST200. Thì cặp loa siêu chép này giá là 2.200.000 đồng. Đấy, bác ấy đã chuyển khoản bên em là 1 triệu đồng rồi. Và còn thu là 1.200.000 đồng nữa. Đấy. Vâng, cảm ơn bác Thành rất là nhiều. Đấy, bác đã tin tưởng, ủng hộ và đặt chọn niềm tin vào Cốc Cốc Audio chúng em. Với cặp loa siêu chép này thì về thì bác ấy ghép cùng với lại cặp B1B2000C của nhà bác ấy thì đúng thật là trên cả tuyệt vời. Đấy. Cặp loa siêu chép này các bác ghép cùng với lại những cặp loa bát 20 này, bát 25, bát 30 và bát 40 các bác cũng có thể ghép được. Bởi vì đây là dòng loa siêu chép và hàng bãi xịn. Hàng bãi xịn. Công suất là 400W, trở kháng là 8 ohm. Đấy, made in Mexico các bác nhé. Cái mặt chép này này các bác này, cái mặt chép này thì nó là được thiết kế bằng thép không gỉ và được chạy CNC. Bên trong này có đầu đạn trong này các bác nhé. Đấy, bên trong này có đầu đạn. Ở bên ngoài thì màu đen, sơn sần màu đen, rất là đẹp, tuyệt vời luôn. Chiều ngang là 14cm, chiều sâu là 14cm, chiều cao là 19cm các bác nhé. Đấy. Vâng, và đây là hàng chính hãng của JBL, hàng bãi xịn xách tay quý vị nhé. Các bác nghe nhạc không bị chói tai, không bị đau tai, không có những tiếng ve kêu ở trong tai của chúng ta. Còn các bác hát karaoke thì nó không hú rít mic. Ở một hai cái video trước là em đã test cho quý vị và các bác chúng ta cùng nghe rồi. Em đứng ở gần loa siêu chép. Đó, em đứng ở cạnh loa siêu chép như thế này mà cầm micro lên và hát karaoke cũng không hề bị hú xít mic. Đấy, các bác thấy không ạ? Rất là tuyệt vời các bác nhá. Và khi có những dòng loa siêu chép này vào dàn âm thanh của chúng ta rồi thì chắc chắn với lại quý vị và các bác là nó nâng tầm giá trị của dàn âm thanh của chúng ta lên rất là nhiều. Và các bác hát karaoke thì cái giải cao nó không bị vỡ tiếng các bác nhé. Đấy, nó không bị vỡ tiếng. 2.200.000 đồng cho cặp loa siêu chép này thực sự quá rẻ. Đấy, thực sự quá rẻ luôn. Hiện tại là em chưa kết nối loa siêu chép các bác nhé. Bây giờ em sẽ mở âm thanh lên. Em sẽ mở âm thanh lên. Thì đây là cặp loa bass 30 JBL Passion 12, hàng bãi Mỹ xịn. Đầu tiên thì em sẽ mở lên quý vị và các bác chúng ta cùng nghe chất âm của cặp loa JBL Passion 12 này. Và sau đó thì em sẽ kết nối cặp loa siêu chép JBL ST200 vào cho quý vị và các bác chúng ta cùng lắng nghe và cùng cảm nhận và cùng tham khảo cặp loa siêu chép của bác Thành ở trong Bạc Liêu các bác nhé. Vâng, bây giờ em sẽ mở lên để quý vị và các bác chúng ta cùng lắng nghe và cùng cảm nhận.
Dạ vâng, quý vị và các bác chúng ta có thể thấy là sau khi mà em kết nối cặp loa siêu chép này thì cái chất lượng âm thanh và cả cái bộ dàn này nó đẳng cấp lên luôn, đúng không ạ? Giải cao từ 16.000 lên đến 32.000 Hz đã được cặp loa siêu chép JBL ST200 này nó kéo lên. Một cái giải rất là cao và rất là rộng. Mà giá chỉ có 2.200.000 đồng cho cặp loa siêu chép hàng bãi xịn sách tay này quý vị nhé. Cảm ơn bác Thành và cảm ơn tất cả quý vị và các bác đã luôn luôn quan tâm, ủng hộ và tin tưởng Cộng Cấp Audio chúng em. Mọi chi tiết xin quý vị và các bác chúng ta liên hệ về một trong hai số điện thoại trên tấm biển giúp em. Bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị và các bác. Còn bây giờ xin phép em được khép lại video tại đây. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ạ. Các bác đừng quên ấn đăng ký kênh, ấn chuông để không bỏ lỡ những video và những thông báo mới nhất từ bên Cộng Cấp Audio chúng em các bác nhé. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ạ.